do văn phòng, dòng 12 inch của Dell Latitude. Dell Latitude đây là cái phiên bản series 7000. Cái model nó là 7280. Đây là phiên bản i5 sản xuất năm 2018. Cái dòng này chỉ nhẹ 1.2kg thôi nha các bạn. Màn hình độ phân giải Full HD. Chip thế hệ thứ 6, i5-6300, RAM 8GB, ổ cứng SD256. Đây mình sẽ review cho các bạn xem. Dòng này là Dell Latitude Series 7000. 7000 Series 7280. i5 RAM 8GB, nâng cấp được maximum 32GB nha. Dòng này 2 slot RAM, một khe cắm được cây 16GB. Vega đồ họa là Intel HD 520. Màn hình độ phân giải 1920x1080. Dòng này là pin siêu trâu. Đây phải nói là một cái máy dành cho dân văn phòng, gọn nhẹ, di chuyển nhiều. Pin, thời lượng pin từ 3 tới 4 giờ. Thiết kế rất chắc chắn nha, vỏ nhôm. Thân thiết kế bằng vỏ carbon. Ủ bên ngoài là một lớp nhung, làm cho máy rất cao cấp mà sang xịn mịn. Cái này là hàng sách tay US, hàng Mỹ, nguyên con 100% nha. Windows License bản quyền, dành cho các bạn mà làm công ty văn phòng nhà nước cần hỗ trợ Win bản quyền á, thì cái này nó License nằm trong BIOS luôn rồi, nên không có cần phải mua một cái, tốn thêm bất kỳ chi phí nào đó về Win hết. Ngoài ra được shop hỗ trợ cài đặt phần mềm miễn phí nha. Đây là các cổng của máy nè, đây sạc nè, hỗ trợ dòng đề mới là hỗ trợ Type-C nè. Hỗ trợ cổng trợ Type-C, HDMI, USB 3.0, Aura HDMI. Ra dòng này Ultrabook, nhưng mà nó vẫn còn thiết kế những cổng LAN cho nhiều người để sử dụng dây nha. Đây là thêm một cổng USB, ngoài ra có hỗ trợ khe đồ thẻ nhớ nè, khe cắm SIM. Đối với những bạn mà cần vô những cái vùng sâu vùng xa không có wifi thì nên mua thêm cái cạc WAN 4G để có thể được sử dụng mạng online 24. Cổng jack 3.5 tai nghe. Dòng này thì theo mình đánh giá là một trong những dòng cao cấp series 7000, vỏ carbon, hợp kim nhôm carbon của chất liệu máy bay, nên rất nhẹ, thuận tiện di chuyển liên tục. Rồi, mình làm review ngắn gọn xúc tích cho các bạn. Hỗ trợ đèn phím nha. Đèn phím khi làm việc ban đêm, phím chip LED giống như bạn dạng phím cơ, đánh rất êm tai. Bạn nào cần tư vấn gì thêm dòng máy khác về nhu cầu đồ họa, MacBook hay văn phòng thì inbox dưới mình sẽ tư vấn thêm.